Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, trên nhiều tuyến phố của thủ đô Hà Nội xuất hiện tình trạng phong lá đỏ bị héo úa, cháy lá. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, loài cây này không phù hợp với khí hậu của Hà Nội và bồn cây ở giải phân cách không phải là nơi lý tưởng cho phong lá đỏ phát triển. Theo đó, dọc các tuyến Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Trần Duy Hưng, Hà Nội xuất hiện tình trạng hàng loạt cây phong lá đỏ bị héo úa, cháy lá. Lãnh đạo công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết việc này không bất thường. Đây là mùa thay lá, đến mùa hè, mùa xuân, những hàng cây lại tốt. Hiện thành phố chưa có ý định thay thế hàng cây này sang loại khác. Đơn vị đang giám sát chặt chẽ tình hình của hàng phong này. Nếu cây có biểu hiện sinh trưởng kém, đơn vị sẽ có biện pháp để xử lý ngay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lâm nghiệp đánh giá đặc tính của cây phong lá đỏ không phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam và đặc biệt là khu vực đô thị như Hà Nội. Đáng lẽ, cây này phải được trồng trong công viên, vườn hoa nhưng lại đem trồng ở giải phân cách trên đường. Do đó, các chuyên gia đề nghị thành phố nên cân nhắc không trồng đại trà loại cây này ở các tuyến phố khác thay cho các loại cây truyền thống.